Thưa quý vị, thực hiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành, địa phương triển khai ra soát, sắp xếp đội ngũ công viên chức theo đúng vị trí việc làm và xác định chuyên ngành còn thiếu để đưa ra nhu cầu thu hút sinh viên, cán bộ khoa học trẻ, người có chuyên ngành đào tạo sau đại học cần thu hút. Cụ thể, thu hút nhân lực trình độ thạc sĩ, tiến sĩ thuộc 10 nhóm ngành đào tạo gồm khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, ngôn ngữ, báo chí và thông tin, quản trị và quản lý, máy tính và công nghệ thông tin, kỹ thuật và công nghệ kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y, môi trường và bảo vệ môi trường. Về cơ sở đào tạo, thực hiện thu hút đối với trường hợp tốt nghiệp cơ sở đào tạo có năng lực uy tín chất lượng cao trong và ngoài nước hàng năm căn cứ nhu cầu tuyển dụng công viên chức các cơ quan đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch tuyển dụng gắn với triển khai thực hiện chính sách thu hút nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp tỉnh